Chào các bạn. Nè, họa sĩ mà vẽ ra hồi dọn nguyên cái xe mới luôn. Ghét không? Ghét thì chữ đi. Càng chữ càng khoái bình thường. Chữ biết bao nhiêu năm rồi. Chào bạn, thì hôm nay em nhận được một xe Exciter. Thì dưới Cà Mau gửi lên thôi. Anh em gửi Cà Mau lên xin em thông tin người nhận xe, em sẽ ra em nhận. Và tình trạng xe em nhận được á, thiện đạp nổ. Xe không có nổ được nha các bạn. Thì mỗi nó tùy vô mỗi tình trạng xe. Xe anh em á như thế nào anh em báo giùm em. Đạp nổ không nổ nè, đề nổ không nổ nè. Rồi xài cùm NVS gạt lên ở trên thử có được không? Đó. Rồi đề đạp gì không có tín hiệu hết thôi. Thì bây giờ là em sẽ làm nổ máy trước. Em làm nổ máy được rồi bắt đầu em mới chạy em kiểm tra và em sẽ báo với chủ xe. Rồi chào các bạn. Bây giờ bắt đầu em mở ra nè. Thì mình có nhận là sẽ vệ sinh sạch sẽ xe này lại cho anh trai. Đó, và trả toàn bộ những chi tiết này nè và zin lại luôn. Nói chung zin là chân ái các bạn. Đó giờ quan điểm tay anh em theo tay cũng biết rồi, dọn xe zin. Tại vì các bạn chơi bất cứ món đồ kiểu nào cũng vậy. Nó đẹp tại thời điểm hiện tại thôi. Dù nguyên xe zin các bạn gắn một cái phuộc ô lìn đi trong thì nó đẹp, nó trường tồn. Ví dụ đỡ vậy không sao, nhưng mà còn ốc kiểu đồ ốc mỗi năm ra một mẫu á, theo nó theo khùng luôn á. Rồi thì bây giờ em gửi xe ra hết, không phải xe dọn nha các bạn, làm dán cổ, xe ốc, rửa sườn, làm lỗ chống đứng và trả về lại zin toàn bộ chủ xe. Chứ không phải xe dọn, xe dọn khác nữa, xe dọn là sẽ làm tỉ mỉ hơn nhiều nữa nha. Phuộc sau này của em nè, em thấy đóng là sao không? Là đủ má cái này nè, là của E150 nè. Cái này nè, là của E135. Đầu gà, đít dịch, không nào vô nào hết. Thì bây giờ là, một là mua phuộc để sinh bôi không mình giàu, ngon bổ rẻ có 1 triệu mấy à, gắn vô. Hai là mua nguyên cái phuộc cho 35 hãng, đút vô, hết phim. Còn mú á, anh ra bill cái tính tiền cái xe ẹt này trước, nói anh ra bill trước luôn để cho em biết bao nhiêu em tự em tính nha, để mà chọn lựa chọn cấu hình đồ cho mình đó, hiểu không? Mình phải biết xe mình nhiều xe mày tao rã ra hết luôn, nhưng mà không phải là xe dọn anh sẽ rã ra anh trả và dịnh lại cho em hết thôi. Rồi chào các bạn, bây giờ đầu tiên á là về phần lốc, sau khi mà của xe đem cha này chỉ ra thì mình sẽ vệ sinh sạch sẽ toàn bộ ha cho chiếc xe này đó, và những mặt đạn mà đang bị cháy đen nè thì mình sẽ thay lại hết. Và bà đạn NTN của Nhật đó. Tiếp theo đó là về cái dơn. Dơn này nguyên máy này chủ xe đã làm rồi ha. Tay dơn này người ta cũng đã thay tay dơn khác rồi. Em sẽ trả về lại hết từ đầu cho chủ xe. Số á, mình sẽ rửa sạch sẽ hết. Và mình sẽ kiểm tra những cái đầu cốt này nè, coi thử nó có khuyết hay không đó. Nếu có khuyết á thì em sẽ thay mới lại cho chủ xe. Và phần lồng, lộng đây là bắt đầu ra khối bích tông luôn hả? Đó. Và em sẽ nâng cấp lên là full 150 zin, sử dụng hệ thống phun xăng điện tử để đi tiết kiệm xăng hơn và bền bỉ hơn. Chuông nồi này thì do đi bố dán á, cháy chuông luôn các bạn. Cháy chuông cháy tím luôn và chuông quá mỏng luôn à. Đó, các bạn thấy là cái chuông quá mỏng luôn. Bố quá càng nè. Và mặt nhôm nồi này thì mình cũng sẽ kiểm tra lại luôn, coi thử còn tiếp tục sử dụng được hay là cần phải thay thế bảo dưỡng. Có thể là mình sẽ lên nồi Uma. Phốt nước đang đi phốt nước lô, và em kỹ nhất cái phốt nước nha. Bởi vì những anh em mua cái phốt này nè trong hãng quá mắc, thì anh em thay qua bằng phốt lô. Thì khi mà sử dụng phốt lô là đầu tiên nó dễ chai nè, và rất dễ lòn nước. Đó thì giờ nè, hư phốt luôn nè. Bây giờ là em sẽ gỡ ra, em vệ sinh sạch sẽ hết toàn bộ cho chủ xe. Chào các bạn, thì cuối cùng đó nha, là cái xe Exciter này chủ xe sẽ tiến hành là dọn mới lại. Và bất kỳ anh em nào thì cũng sẽ có một cái kinh tế riêng của mình. Thì các bạn có thể lựa chọn
những cái mức mà em có thể thực hiện dòng mới cho các bạn. Ví dụ như là các bạn thấy em có dọn mỗi xe Exeter con đường động màu vàng á, đó là một cái đó em dọn có mười mấy rồi các bạn. Vậy giờ tới xe này thì xe này sẽ làm như thế nào? Ví dụ như là một chiếc xe thôi mà các bạn đã gắn đồ chơi vô một món thôi không được là các bạn sẽ thấy mắc tiền hơn rồi. Ví dụ như là gì, ví dụ gắn một cái phuộc thôi, phuộc Olin đó, là các bạn sẽ thấy nó mắc liền rồi. Thì bây giờ ở đây nè là em sẽ xi toàn bộ ốc lại hết, và cái thứ hai là em sẽ vệ sinh lốc này sạch sẽ. Rồi lốc là em vệ sinh sạch sẽ hết trong ngoài toàn bộ cho chủ xe. Tiếp đến đó là xe này chủ xe sẽ lên hệ thống FI. Thì khi mà lên hệ thống FI thực sự nó chỉ khác cái gì, nó trong riêng về phần máy nha. Phần máy thì bắt đầu mình sẽ thay đổi là một cái hoa lăng xăng cơ, thì mình sẽ lên thành một cái hoa lăng FI. Hoa lăng xăng cơ là sao? Hoa lăng xăng cơ là ở này nè các bạn. Ron này, ron lô, chủ xe đi ron lô đồ bỏ hết đi. Rồi hoa lăng xăng cơ thì nó không có kích, nó không có cựa gì hết. Nó không có cựa đó. Còn cái này hoa lăng FI nè thì nó có cựa. Thì trong phần máy nó sẽ khác biệt là cái này nhiều nhất đó. Còn ngoài thì ví dụ dây điện IC rồi bộ phun xăng FI rồi á, thì những cái đó mình sẽ bổ sung cho các bạn thấy được bên ngoài. Gen á thì em sẽ thay, em giữ gen của chủ xe lại, em thay cho chủ xe là tay gen UMA, hai má gen rồi mình giữ lại, mình thay là bạc đạn gen nè, thay tay gen nè. Và tay gen UMA là làm sao, thì trong hãng nó sẽ không có bán riêng lẻ một cái tay gen không, mà nó bán nguyên cây gen đó. Thì mình làm vậy thì rất là phí phạm cho chủ xe. Thì ở đây mình thay á, là mình sẽ giữ bên này là của chủ xe, bên này là của chủ xe. Em sẽ thay bạc đạn gen và em thay tay gen UMA lại cho chủ xe. Đó, thì vừa tiết kiệm chi phí. Mà tay gen UMA này nè thì rất là bền, và nó được sản xuất như zin vậy đó các bạn. Đó, dành cho anh em xe zin mình gắn. Rồi, về số xe này thì lúc mà trước khi mà làm á thì em đã chạy thử rồi, em làm cho nó nổ. Em chạy thử thì em thấy là số không hú, thì những cái nhông số này em sẽ không thay. Nhưng mà cái cốt này em sẽ thay nè. Rất là nguy hiểm nha các bạn, cốt này trong hãng người ta có bán lẻ thì em sẽ thay cốt này không, nó mòn răng hết rồi. Thì khi mà nó mòn răng các bạn lên ga lại giặt, lên ga lại giặt, lên ga lại giặt, thì bắt buộc luôn là em sẽ thay cái cốt số này cho chủ xe. Đó. Và full bạc đạn máy, em sẽ thay bạc đạn máy NTN hết. Còn về phần nồi á thì xe này là sẽ được em làm lại, em thay lại hết toàn bộ. Ví dụ như đầu tiên là chuông nè, em sẽ thay một cái chuông hãng cho chủ xe nè. Rồi cụm đớp ba càng em sẽ thay cụm đớp ba càng hãng nè. Chuồng heo em sẽ thay chuồng heo hãng nè. Tất cả em sẽ thay lại cho chủ xe. Rồi lá bố, lá sắt, và em vẫn xài lá sắt bung luôn. Riêng về hai mặt nhôm nồi á, thì em sẽ sử dụng là hai mặt nhôm nồi UMA đó. Và em nói trước hơn, năm lò xo nồi này em sẽ bỏ ra, em đi năm lò xo nồi zin, bởi vì năm lò xo nồi này rất là nặng đó. Em sẽ thay qua năm lò xo nồi zin cho nó nhẹ xe chủ xe. Còn về cục đề nè, em sẽ vệ sinh than đề đồ sạch sẽ hết. Và cầm bơm nước ở đây là bảo dưỡng toàn bộ máy zin mà, thì sau này em sẽ cố gắng em làm từng phần riêng lẻ cho các bạn coi tham khảo. Bởi vì khi mà các bạn đại tu một cái chi tiết máy nó rất là nhiều chi tiết, thì không thể nào mà để cho các bạn là em có thể không đủ thời lượng để em giải thích hết một lần, nó quá nhiều. Thì sau này em thay cầm phốt nước sau em sẽ quay, em sử dụng bộ nồi sao em sẽ quay từng phần riêng lẻ cho các bạn. Em nghĩ có lẽ là sẽ hay hơn. Nắp đầu bò này thì do lên FI nó không có cần bộ khí thải nữa, em sẽ sử dụng cái nắp đầu bò 150 luôn cho nó lộ băng ở chỗ này luôn cho nó đẹp đó. Lồng á thì em sử dụng là lồng vi sông nhập khẩu Indo luôn, Indonesia nè đó, và bê tông zin luôn, không có độ điếc, không có gì hết đó, cho nó ngon. Còn riêng về con tự động á thì nó sẽ có thâu nhựa rất quan trọng bên phần nồi nè, các bạn nhớ thay giùm em nha đó. Và đầu bò các bạn có đầu bò ở chủ xe nè, thì chụp tấm hình này luôn, chụp vô cái ô màu trắng á, bấm lại một cái cái gì, thằng Thiện nó kêu số bắp này là số bắp ngàn người mong muốn nè, số bắp zin nha, 17 19. Số bắp zin 19 52, và làm miệng CNC cực kỳ nhẹ nhàng đó. Toàn bộ ron, phốt, máy, chi tiết đồ, thay ron lại ron chính hãng á, sơn cam, phốt zin, lọc nhớt rồi tất cả mọi thứ, cốt rồi nằm ở trong á, lòi đầu ra ngoài em xi lại cho nó đẹp luôn, để mà sau này dỗ mới nó tiến hành nó đẹp hơn. Thì bây giờ hôm nay anh hơi đông nhưng hơn anh nói tới đây thôi, cho phép anh rút ra ngoài nha.
Ok. Chào các bạn. Nè, họa sĩ nè, vẽ ra hồi dộ nguyên cái xe mới luôn. Ghét không? Ghét cái chữ đi. Càng chữ càng khoái bình thường. Chữ biết bao nhiêu năm rồi. Tại sao mình không có làm được cái điều mà người khác không làm được? Rất là nhiều anh em thợ luôn cũng rất là dở. À, đưa tao 5 triệu, 10 triệu làm xe giống vậy. Uông chi. Nếu mà nói một câu đó những anh mà làm thợ, ví dụ đi, số tiền mà dọn xe này bao nhiêu em không biết, nhưng mà chắc chắn với 10 triệu khi mà hoàn thiện xong xe này các bạn sẽ không dọn được. Bởi sao 10 triệu các bạn không thể mua được một cái cây phục sao Olin xịn. 10 triệu á, các bạn mua được cái đồng hồ Casio nhưng mà các bạn không có đủ dọn toàn bộ xe. Đồng hồ Casio giờ hết sản xuất, sau này bắt đầu người ta mới làm mới lại, người ta bán lại. Và thực sự là ở đây là một người khách hàng thân quen, nó theo em từ lúc em chưa làm kênh tới ngày hôm nay thì là kêu là gắn bó rất là nhiều rồi đó. Thì bây giờ là cái ý của nó là thực sự là nó dọn mới lại mà em có hiểu, em tưởng là nó gửi lên để em làm dây điện lại cho nó thôi đó, cho nên là bây giờ là em mới dọn đó. Thì bữa em có quay clip em nói đây không phải là một cái xe dọn mới lum la gì đó, cho nên cuối cùng luôn là sườn em không sơn và cái ghi đông, cái sợ khỉ với lại cây đông ở lại không xi. Nói chung là em dọn tiết kiệm hết sức có thể các bạn. Nó tùy tình trạng mỗi chiếc xe và nó tùy vào khả năng mỗi người đó. Nhưng mà thực sự là ở đây là em sẽ dọn hết toàn bộ là chủ xe. Thì sườn này em dựng đứng lên là được rồi nè. Em vô chẳng ba, em vô phục. Mâm chủ xe đi là mâm VT7. Vỏ là IRC YZZ. Chứ không phải là YZ003 nha, vỏ IRC. Thì bây giờ máy này là máy FI nè. Đó. Thì bây giờ bắt đầu em tiến hành em ráp. Em ráp đồ dựng đồ lên hết đi, đồ của nó nhiều hơn vậy nữa. Nhưng mà em nói thẳng luôn, vì lý do là người nhà, người quen nên em không bày đồ ra thực sự. Nếu mà sau này mà thực sự em thoát được kiếp phải bày đồ ra em, thì nó cái quá trình làm nó sẽ lẹ hơn rất là nhiều. Nhưng mà nhiều khi quay có cái cho bạn coi. Và thực sự đây là xe này thì sẽ thay đồ mới hết. Đồ mới là dàn áo mới, đèn mới, rồi phuộc sao mới, rồi gấp nè, máy nắp lóc, rồi dàn chân. Đó, những cái đồ mà xe hộp đó là đồ dàn, đồ của chủ xe hết các bạn. Em giữ lại chỉ có là dây dầu rồi thì chủ xe không có. Cho nên là nói chung là đang là đồ kiểu đó thì chủ xe hạ và dinh thì bắt buộc em thay hết. Ngay cả bộ dây điện sườn chủ xe nè, em cũng giữ lại luôn. Em vệ sinh sạch sẽ lại hết và em cặp chung bộ dây điện sườn FI vào trong đó để cho nó không rối các bạn. Đó. Bây giờ đã xong xuôi hết thì bây giờ em tiến hành em dựng lên. Và xe này á, thì thay qua cho anh là gác chân xếp nha. Tại vì xe nó ngày cũ là em để lại cái gác chân bình thường. Đó, nhưng mà giờ sẽ lên gác chân xếp luôn cho nó đẹp. Rồi, bây giờ xe tơ này là vừa xong nè, vừa nổ máy nè. Bây giờ là em xả nhớt ra, em đổ bỏ liền, em thay nhớt mới. Cho dù mà mình cố gắng mình ráp cái máy sạch ở đâu á thì thực sự là máy mới mà nó sẽ đều do đó. Quan trọng á là cái xe ráp sạch hay không là do thằng ráp đúng không, nhưng mà nói vậy không đúng đâu các bạn. Như em cố gắng ráp sạch hết cỡ luôn à, mà vừa nổ máy xong á là em đề ba ra là em xả nhớt đổ bỏ liền để cho chở sạch xe người ta. Đổ bỏ xong em đổ nhớt vô, em chạy tiếp, em chạy xong rồi bắt đầu chừng nào tới ngày giao xe á em thay bình nhớt xịn vô đó. Chào các bạn. Thì đây là những cao su sườn ẹt. Thì sau này á, khi mà dọn exeter thì đa số cao su sườn hoặc là những chi tiết nhỏ nhất mà các bạn không thấy á, không thấy được bằng mắt nha, bởi vì nó sẽ nằm giấu bên trong nữa. Thì bây giờ tay con niễn á, là đã có đầy đủ hết. Ví dụ như là đây là cao su ổ khóa, hàng tồn kho luôn các bạn. Mà khi mà mình gắn cho khách hàng á, mình không tính tồn kho gì á, giá bằng đồ mới bình thường. Rồi, bộ ốp chiêu máy là một trong những cái mà sau này giang hồ kiếm để mà bù xe bù đồ nhiều nhất. Em cũng có tảng nhỏ nè, tảng lớn 14 nè đó. Nói chung tảng lớn tảng nhỏ em có hết, mà nó là mã của Nhật luôn nha các bạn, cho nên đặc biệt lắm. Cậu này là ở trên cái xi nhan á, cái phe nhựa giữ xi nhan nè, này đè vô phe nhựa nè, này cao su hai bên. Cái này là cao su của hai bên cái hai cái lường kia. Đó, hai cái lường đó.
Rồi, ở trong hai lường đó nó còn hai cái miếng mà không thấy bằng mắt nữa. Con này cao su trên sườn. Còn cái cao su này là ở đây. Cao su nào gì nằm ở đây em cũng có luôn. Đó, thì bây giờ em sẽ gắn vô cho chủ xe. Bổ sung đầy đủ hết như một xe Vinh. Rồi chào các bạn, mút nè. Mút nè. Mút nè. Thì cái này là mút Vinh nha, mút Vinh của Yamaha, mình có nhiều lắm. Rồi quay lại nè. Ở đây nó sẽ có nè. Thì các bạn nào không biết cái vị trí gắn á, các bạn có thể xin hình mình, tại mình có dịp mình làm mấy cái xe mộc á, nó cũng nhiều hình ảnh để mình lưu giữ lại lắm. Xe Vinh, xe đồ chưa rớt đồ á, thì mình sẽ biết vị trí nằm đâu, dán lại cho các bạn đỡ khổ đè. Ví dụ như là dàn áo vậy nè, dàn áo mà trên hai cái lường dài các bạn hay thấy á, nó sẽ có khoảng là 4-5 chi tiết là cao su nè, mút nè, và đó, ở trên đó đồ á, và ở sau cái mặt tam giác nữa. Cái mặt tam giác là mặt cánh chim dài bên đây nè, có chữ LC4V á. Đó thì mình nó quay mấy lần rồi nên giờ mình cũng làm biến quay thôi, nhưng mà mỗi xe mình dọn sau này mà càng chi tiết thì còn càng có đủ ha. Còn những anh em mà dọn cái xe mà nguyên cái xe luôn mà dọn 7-8 triệu, 10 mấy triệu mà đòi giống có chi tiết tiểu tiết như người ta thì không có cái nào rõ ràng cái đó, đúng không? Bởi vì những cái gì mà mình làm á mình sẽ tính tiền, còn những cái nào mình không làm mình sẽ không tính tiền, đúng các bạn? Cảm ơn các bạn nhiều. Chào các bạn, thì hôm nay bắt đầu tới giai đoạn là hoàn thiện xong cho xe Exciter dọn mới của em trai. Bắt đầu em Thiện đứng đây nè. Đó, các bạn đứng đây các bạn thấy nó sang không? Cổ bô ta này là chủ xe kêu em đổi cổ bô mới luôn cho em trai. Thì cái xe này á là chủ xe mua một xe cũ và dạng là một cái xe kiển, cho nên là cái việc mà trả về Vinh lại á nó khó lắm nha các bạn. Khó là gì? Khó từng con ốc, nó khó từng chi tiết trên xe. Và em cũng không biết sao là cái ngày hôm nay là chủ xe lại đòi trả về Vinh nữa. Xe này cũng không phải mình dọn kiển cho em, giống như là lớn có tuổi rồi hay gì á, là bắt đầu thay đổi cái cách chơi, thay đổi phong cách của mình. Thì một cái xe Vinh hết toàn bộ, các bạn có thể có được những con ốc mà mua không được, các bạn phục dần lại, các bạn dọn mới lại, các bạn giữ lại nó. Nhưng mà ở đây toàn bộ là từ ốc vàng chân cho tới ốc vàng máy. Dạ chú Quang, cảm ơn chú. Ốc xa là da hết. Thì thực sự mua lại mới khó nha các bạn. Và nếu mà trong những năm trước em sẽ không thực hiện được điều đó, nhưng mà năm nay là năm 2023 rồi. Như năm trước em quay cho các bạn á, thì trên xe mình nó sẽ có là 5 con ốc hiếm hoặc kêu đặc biệt. Thì đây, đầu tiên vô là con ốc này là ốc chịu máy lớn, ốc 14. Đó, có chữ S là em dê và lại là một con, ở dưới một con nữa là hai con. Rồi ở dưới. Rồi qua bên đây. Qua bên đây thì bên đây là xe ba con nữa, là một xe vậy là 5 con, 5 con ốc đặc biệt. Đó, 1 2 3 là hai ốc nhỏ và một ốc lớn. Một xe là 5 con, ba nhỏ hai lớn. Đó. Và trên con ốc này thì nó sẽ có chữ S trên đây nha các bạn. Thì mình tạm gọi là ốc chữ S của xe Exciter đi. Và nó là si bóng nhờ M. Mã của nó là mã mắt in da băng, là mã của Nhật luôn. Rồi ở đây bạn Thiện lựa chọn về rất là chính xác nha. Đúng của Exciter là nó sẽ là lông đền màu vàng này, và ốc màu đen đó, và có gạch luôn đó. Là đúng á. Nó tùy theo đời, đời thấp rồi đời đó. Nhưng mà mình cũng dọn cho nó đẹp. Mình không biết trong giấy khai sinh của em này thì nó đời nào, nhưng mà mình dọn vậy đẹp hơn. Rồi bắt đầu mời camera trả về hết. Hiện tại luôn, các bạn đang thấy ở đây á, là một chiếc Exciter 4 số con tự động. Toàn bộ là Vinh hết 100%. Chỉ có thay đổi một vài chi tiết thì khi mà em ráp lên em sẽ nói cho các bạn những chi tiết nào. Và từng con ốc em trả về lại ốc Vinh hết. Nhưng nó sẽ sử dụng công nghệ năm 2023 là xe con tự động, nhưng mà sử dụng hệ thống phun xăng FI. Đó là ở đây. Thì trong năm 2023 này nè, tất cả về dây điện, sạc, hệ thống phun xăng, mô bên sườn, hệ thống bánh lửa, thì khi mà mình lên cho một chiếc xe Exciter, tất cả nó sẽ là như Vinh 100% hết toàn bộ. Ở đây mình lựa chọn đầu tiên là về phần bộ dây điện nha. Bộ dây điện này em làm là em lấy bộ FI em bỏ chung với lại bộ dây điện sườn luôn, cho nên là dây điện sườn Vinh nằm vị trí nào thì hệ thống phun xăng FI của các bạn, cái dây FI nó cũng nằm y chang như vậy hết. Đó, nói chung là rất là gọn. Rồi, và giật qua bên đây thì bên đây là cục IC nằm bên này, cũ trên xe sang cơ cục IC nằm bên này, thì cục IC xe này thì nó cũng nằm bên này luôn các bạn, nó không khác gì luôn. Đó,
nói chung là giống như Vinh hết cỡ luôn. Rồi cũ của mình á thì cái bình xăng con đi, nó nằm ở đây thì bây giờ là cái họng xăng hay gọi là bộ phun xăng điện tử á, thì nó cũng nằm ở đây luôn. Đó, và sử dụng lại toàn bộ hộp bô e Vinh hết, dây xăng nằm vị trí này thì nó cũng nằm lại vị trí này. Ở cách mà người thợ thực hiện lên xe này cũng thật sự rất là gọn gàng, tay cũng rất là vừa ý với em. Đó, và dây ga nè. Và tại sao á mà những người chủ xe càng về sau này thì sử dụng hệ thống phun xăng càng nhiều? Ví dụ như là anh em đi xe độ đi, mình không nói, mình không bàn tới bởi vì tay không có làm xe độ, nhưng mà đối với xe Vinh á, các bạn sẽ bị một trường hợp là các bạn để xe lâu đi, một tuần hai tuần hoặc là một năm hai năm, các bạn bấm một cái nó không nổ. Nhưng mà ở đây các bạn thấy bấm một cái là nó nổ không? Đó là cái lý do tại sao nhiều người nó thích. Và khi mà nó nổ thì nó sẽ hạn chế được cái tiếng giọng nồi giặt nồi ở những cái dòng xe con tay. Còn xe này xe tự động thì nó êm, căn bản là nó đã êm rồi, khi mà lên FI vậy thì nó sẽ êm hơn nữa. Đó. Và hộp bô e này là hộp bô e cũ theo xe này em giữ lại. Đó. Môn sườn này em thay môn sườn Takegawa. Kết nước này em thay kết nước mới. Cao su IC này em thay luôn, cũ của chủ xe nó bị rách tét. Đây là cao su IC nè. Là xin lỗi các bạn, cao su ổ khóa là một trong những chi tiết kiếm khó mua của Ed. Hai là cao su tam giác che cái dây điện sườn để khỏi cắn vô dàn áo, khỏi rách dây điện là hai. Ba là ở dưới cái hộp này nó có một cái ấy cao su dưới đây, thì em cũng thay vô. Đây là cái miếng cao su này nè, nằm dưới đây nè. Đó, và cái dây này nè thì các bạn đáp, bạn cũng trả về lại cái dây luôn, cái dây mà thoát nước ở trong cái bình ắc quy bạn đó cũng trả về lại luôn. Rồi ở trên dàn áo nó cũng sẽ rất là nhiều cao su nha. Rồi bắt đầu camera qua đây nè, để thấy bên đây là cao su sườn này mình mua bổ sung, bởi vì xe này là dạng giống như xe kiển rồi, người ta không quan trọng những chi tiết này cho nên là không có. Thì ở đây là em gắn vô luôn, em trả về lại Vinh hết toàn bộ. Còn kèn ở đây sử dụng kèn 150 đó. Đó. Rồi thì bắt đầu nè. Ưu điểm khi lên FI nữa là gì? Các bạn dặn ga rất là nhẹ. Đó. Xe này có gì lô không? Nắp két nước đồ đâu có lô đâu phải không? Đúng rồi. Rồi ở bên đây thì mời camera trả về vị trí cũ hết cho mình. Ở đây trước khi mà lên một chiếc xe á, thì các bạn phải hình dung được là hình dáng chiếc xe như thế nào, chủ xe cần một bộ tem gì để mà mình thiết kế dàn chân, màu sắc dàn chân cho nó đúng. Bất cứ xe nào các bạn có được một cái phục ô linh hoặc một cái phục ni trong là các bạn thấy thằng chủ xe nó đẹp trai chói ló liền đó. Thì ở đây là em sẽ gắn cái phục vô, và ngày hôm nay em cũng sẽ không giấu về cách gắn phục này nữa. Này là cách gắn phục riêng của em, nó nằm sau lại cái bát két chân mà không có bị cạ dây, không có bị đứt dây đó, rất là đẹp luôn. Thì để thực hiện nó cũng phải rất khó và trải qua nhiều giai đoạn. Vừa rã ra xong là mình phải đi mua cái phục, mua phục xong giờ mình gắn vô, mình móc két chân nè, móc két chân rồi xong chỉnh sửa hàng đắp rồi đủ thứ, bắt đầu mới đem đi xi hột đó. Cổ này là cái gì? Cái này là sợi dây ga nè, của Ed 4 số các bạn. Thì khi mà lên FI các bạn chỉ còn là sử dụng có một dây ga thôi, không có còn sử dụng hai dây ga như hồi xưa nữa, cho nên là dây ga của nó rất là nhẹ. Nhiều anh em đi Ed 4 số cứ kêu mình làm nhẹ dây ga hoài, nhưng mà nó hai dây thì nó chỉ tới một cái mức độ nào đó thôi, nó không có còn nhẹ hơn được nữa đó. Nắp đầu bờ ở đây cũng vậy, nắp đầu bờ ở đây là khi mà lên FI thì mình bỏ luôn, mình đi nắp đầu bờ 150, hoặc là sẽ có một số xe em sử dụng nắp đầu bờ Spark thì nó gọn hơn rất là nhiều, nó không có còn mà cái phần bộ xử lý khí thải trên đây nữa, cho nên khi mà lên FI á, nó chỉ là gọn hơn rất nhiều so với lại Vinh thôi, chứ nó không rùm rà. Ví dụ gọn hơn là gì? Đầu tiên sợi dây ga nè, cũ là dây ga 2 dây, lên về dây ga 1 dây. Xăng cơ các bạn mua một cái bình xăng cơ, ví dụ các bạn mua cái bình xăng 135 đi, đúng hãng nha, mắc tiền lắm chứ bộ. Các bạn mua nguyên một cái họng xăng gì rẻ hơn một nửa. Xăng cơ các bạn cần phải có một cái bơm xăng ở dưới đây, cái lọc xăng ở dưới. Thì còn bây giờ là ở dưới đây là nó sẽ đổi qua là hệ thống bơm xăng và motor bơm xăng lọc xăng ở dưới đó các bạn. Là các bạn thấy em giấu dưới không? Nếu ngày hôm nay không quay kỹ như vậy, những xe khác em chưa quay thì các bạn sẽ không biết luôn. Bởi vì cái phần trên của nó
phía trên của thùng xăng là nó như zin 100% nha. Còn cái này là phía trên đây, đó, đây phía trên 100% là zin hết. Thì còn phía dưới là cái bơm xăng nằm đó, bình ắc quy nè, nắp đậy bình ắc quy cao su rồi tất cả mọi thứ. Đó. Số khung, số sườn đồ rõ ràng rồi luôn. Đó, các bạn thấy không? Cái sườn này cũng vậy. Bắt đầu camera quay kỹ giùm anh phần khung sườn đây. Cái phần khung sườn trên chiếc xe này là em không sơn lại mà em chỉ rửa, em vệ sinh sạch sẽ rồi lại toàn bộ chi tiết luôn. Để nó phù hợp với lại gọi là một chiếc xe dọn. Đối với Tây á, cái xe dọn nó phải đẹp từ bên trong, nó đẹp từng con ốc. Bởi vì rất là nhiều anh em đúng nghĩa dọn xe là chỉ sơn và xi hoặc là sơn vàng hoài thôi. Ví dụ mua áo mới ấp vô, dàn chân là sơn và xi, không có xử lý, không có làm cho nó sạch sẽ như cái xe này. Bạn thấy không, tất cả mọi chi tiết. Và đây nè, đơn giản nhất ẹt 4 số là cái này nè, báo số nó sẽ lòi ra. Em dọn ẹt đó, mà nhất là ẹt 4 số là em sẽ thay báo số. Để các bạn khi mà nhìn thẳng vô nè, đúng với nghĩa một cái xe dọn mới là nó phải mới. Rất là nhiều anh em dọn mới chiếc xe nhưng mà nó cũ. Em không chịu vậy nha. Ví dụ như các bạn nói là dọn cũ xe đi thì được. Còn dọn mới cái xe nó phải mới từ trong mới ra ngoài và nó phải đẹp. Và tất cả như sao? Đồ cũ em tận dụng mày lại mà. Bắt đầu camera giật ra xa để cho anh có cái nhìn tổng quan nè. Anh sẽ chỉ những món đồ cũ nè. Một cái xe á, bất cứ khi mà em dọn xe nào, đồ cũ khách mình sẽ tìm cách giữ lại hết cỡ. Đầu tiên là ví dụ cái yên thì em giữ lại, camera đứng yên đó nha. Yên em giữ lại nè, đúng không? Thì em thay mút, em thay da lại cái yên giữ lại. Cái hộp đựng bình ắc quy này cũng vậy. Em thay nắp đậy trên thôi, dưới đây là em giữ lại nè. Hộp bô em cũng giữ lại nè. Thùng xăng lớn này của chủ xe em giữ lại, em lấy cái thùng xăng này em chế FI luôn. Khung sườn rồi em giữ lại hết. Chỉ có cái sự khác biệt của em là gì? Xe dọn mới thì dàn đèn em phải thay mới, nó đẹp. Giống như cái ngày đầu tiên, tại sao các bạn thấy là em nói là cái xe này không phải là một xe dọn. Tại vì chỉ làm những món mà chủ xe yêu cầu thôi. Xong chủ xe thấy, chủ xe hiểu được vấn đề thì bắt đầu em mới dọn. Thì đèn thấy mới, mà đèn cũ đó là đèn kiểu mà. Đèn đồ chơi cho nó là gì, giờ lại zin luôn, nó thích zin. Thì em thấy đèn trước nó cũng thay rồi, đèn sau nó cũng thay, cái gì nó cũng làm hết á. Em nói ủa vậy xe em chỉ thiếu là sơn và xi lại thôi. Thì em sơn em xi lại đi cho xe em đẹp, rồi anh sẽ mang mơ kỹ rồi hơn. Nó nói ok thì anh tay dọn cho em. Đó, cao su viền thùng xăng nè. Cao su viền thùng xăng này là một trong những chi tiết các bạn khó mua. Các bạn phải mua thùng xăng mới có, nhưng mà sau này mình tìm được những cái mã của những cái xe nhập. Em thấy cao su viền thùng xăng mới cho nó đó. Đó, còn dây điện sườn trên xe này căn bản cái xe dây điện sườn luôn, là em giữ lại toàn bộ hết dây điện sườn, dây điện cục đề cũ này em cũng giữ lại cho chủ xe nè, mình tận dụng lại hết. Tận dụng với điều kiện là phải còn xài được. Đồ đạc trên xe phải đẹp, xứng đáng phù hợp lại với lại một chiếc xe dọn. Còn này là mặt tiền nè, kép nước. Em sẽ to dọn lại em thay kép nước mới. Giống như là cũ á, nếu mà nó không dọn thì em sẽ để lại cái kép nước cũ của nó, mình tận dụng lại. Nhưng mà khi đã dọn mới, bắt buộc luôn em phải thay cái kép nước mới nha các bạn, để nó đẹp và nó phù hợp với chất xe. Còn hiện tại cổ bô quá đẹp, chắc quay trước đi với vài bữa ráp hết những áo vô không thấy được cổ bô đâu. Đó. Rồi các bạn thấy sạc 150 nè, mình thiết kế rất là gọn gàng luôn, ráp những áo vô không có cạ, không có đụng. Đó. Rồi, mọi chi tiết trên xe, phần bên trong thì chỉnh chu hết. Rồi xong xuôi hết mình phải đi canh chỉnh xăng gió set up lại nữa các bạn. Một cái xe xăng cơ, các bạn hộp ga đầu, các bạn thiếu ga giữa, các bạn thiếu ga đuôi, tất cả mọi thứ dời kim nâng kim rất là khó xử lý. Nhưng mà cái xe FI nó cho phép các bạn canh chỉnh trong mọi khoảng ống ga, các bạn muốn ga đầu như thế nào, ít lửa nhiều lửa, ga giữa là ít xăng nhiều xăng, tất cả mọi thứ các bạn sẽ chủ động được hết. Cho nên đó là lý do tại sao năm 2023 là năm lên ngôi của dòng FI cho những chiếc xe nhỏ, ví dụ như là quay rim ed. Và mình làm với những cấu hình kêu là zin, chính xác 100% là zin luôn, không có bài 57 vật lý, bài 57 cơ khí hay cái gì đâu hết, nói chung là zin hết. Thì chắc chắn luôn nó sẽ chạy nhẹ nhàng và nó bền như zin hoặc là bền hơn nữa. Bởi vì sao? Những cái món đồ zin trên xe này khi mà em ráp vô, mình biết canh chỉnh nó cho nó ngon nhất có thể, thì dĩ nhiên nó phải ngon thôi. Tắt chạy về mấy ông nội, mưa rồi, về đây.